chào. Chào các bạn, hiện tại bây giờ đang là mùng 1 Tết và mình đang ở ngay chùa Bát Nhã, quay lại những khung cảnh vừa dịp Tết, mọi người bận đồ đẹp đi chơi Tết lễ Phật. Và ở đây có đoạn miễn phí. Buổi sáng mình đi lúc 9 giờ hơn thì đến nơi xe rất là đông các bạn. Các bạn biết người Việt mình luôn có một cái truyền thống là đi chùa vào các dịp ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 để cầu xin may mắn, tài lộc và sức khỏe. Xe mình đậu ở cái hẻm đối diện và mình đi bộ qua bên chùa. Thì lúc này đây đến chùa thì mình đầu tiên mình thấy là ở đây họ có bán những cái đồ ăn, họ đã được chuẩn bị sẵn ở ngay chỗ này. Thì mình phải đem theo tiền mặt để mua. Các bạn thấy đó, mọi người xếp hàng mua rất là đông. Khi mà lên chùa thì mình thấy được không khí Tết rất là rõ rệt, mang đậm nét văn hóa của người Việt mình. Người người nhà nhà bận áo dài màu vàng màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc để chụp hình ở những khung cảnh đã được chùa xây dựng lên. Sau khi chụp hình xong bên những chỗ cây mai, cây đào, nhiều người sẽ vào bên trong chánh điện để lễ Phật, thắp hương cầu xin cho một năm mới an lành, vạn sự như ý. Ở đây các bạn không chỉ có người Việt ở Cali mà còn có rất nhiều người Việt từ các tiểu bang khác qua Cali để có một khoảng thời gian Tết vui vẻ và gần gũi bên gia đình của mình. Phía trước các bạn đây chính là bãi đỗ xe. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn nhé. Lúc này đây thì dì đang đứng ở chỗ phát đồ ăn miễn phí nè các bạn. Ở đây hôm nay chùa có làm hủ tiếu chay và phát cho mọi người. Bạn chỉ cần nói là bạn muốn bao nhiêu phần thì sẽ được chị này phát bấy nhiêu. Mọi người xếp hàng và đợi lấy đồ ăn của mình, sau đó họ sẽ bỏ tiền vào thùng công đức tùy hỷ. Em quay chị vô đây có được không? Ở đây thì các bạn có thể thấy được là các quý thầy đang chiên giò cháo quẩy nè. Giò cháo quẩy ở đây được làm và chiên tại chỗ. Thì các bạn cũng có thể thấy được là hai miếng bột nó sẽ gắn lại với nhau và sau đó sẽ được ép ở giữa một chút để cho nó hình thành cái miếng giò cháo quẩy hai miếng các bạn, hai miếng hai bên rồi sau đó sẽ được thả vào trong chảo dầu nóng. Thì mới đầu thả thì nó sẽ chìm xuống dưới, nhưng mà khi nào mà nó chín thì nó sẽ nổi lên đó, các bạn thấy nó nổi lên. Thì khi mà nó nổi lên thì cái quý cô bên đây thì sẽ coi lật hai mặt cho nó chín đều và sau đó gắp nó ra ngoài. Ngoài ra thì tại chùa cũng có bán thêm nước giải khát nè các bạn, các loại sinh tố được ép từ các trái cây, bên cạnh đó còn có nước mía. Cái miếng mía này có một cái miếng tắc ở giữa các bạn để cho nó thơm cái mùi mía với mùi tắc giống như bên Việt Nam vậy. Kế bên cái gian bán nước mía các bạn là nơi các quý thầy với lại các sư cô họ đang làm các gỏi cuốn bò bí chay. Thì lúc này mình đã xin phép quay lại. Thì ở đây có đậu phộng, rồi có bò chay, rồi có hành phi, có rau răm và có xoài. Bên cạnh đó là nước sốt. Thì ở đây các quý thầy sẽ bỏ mấy cái miếng bánh tráng được nhúng nước lên trên mấy cái tấm ván này. Và sau đó họ sẽ bỏ một ít đậu phộng, họ bỏ một ít hành phi, bỏ một ít rau, xoài vô và sau đó họ sẽ cuộn lại. Thì cái này có tính phí nha các bạn, chỉ có hủ tiếu là không có tính phí thôi. Xem video được tới đây thì các bạn có cảm nghĩ như thế nào về một cái Tết ở Mỹ so với một cái Tết ở Việt Nam? Ở mấy bang khác thì mình không biết nó như thế nào, nhưng mà mình thấy riêng ở bang Cali có rất là nhiều người Việt, thành ra cái Tết ở đây rất là vui, rất là mang đậm một cái không khí Việt Nam. Các bạn thấy đó, mọi người đi chùa rất là nhiều, xếp hàng rất là đông, vào họ thắp nhang, họ cầu xin cho một năm mới an lành, hạnh phúc, sau đó là họ sẽ chụp hình. Và họ sẽ dừng lại ở những quán ăn và họ ăn để nghỉ ngơi một chút. Sau đó họ sẽ đi đến chơi những nơi khác hoặc là đi về nhà. Nếu các bạn thích video của mình, hãy nhớ bấm nút like và đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.